Long này bắc bảy. Thôi ông cứ đấy đi, tí nữa ghi lại sao cũng được. Lấy bút gì không? Chào bác Bút nhé. giấy ông ghi thêm một tờ nữa. Cũng được ạ, không sao ạ, nhà này mình ghi thoải mái ạ. Ừ. Đây còn gọi đây là phòng khách này. Các bạn chào thân mến, tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại đây, là địa chỉ chính xác là cái gì? Trực Ninh Bắc Giang nhỉ? Bắc Chiến nhỉ? Trực đây là trực Mỹ, trực Trực Ninh, Mỹ, trực Trực Mỹ, Ninh ở Nam Định. Nam Bây Định. giờ tiến hành đo đạc nghiệm thu trực tiếp cho gia đình nhà anh Long. Đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan, phun toàn bộ các không gian của phòng khách, ở phòng bếp ăn, sảnh hành lang, mọi thứ, vẫn đặc biệt cả cái cột nữa cơ. Đấy, và ngày hôm nay thì đo đạc nghiệm thu thì là có người bố vợ của anh đó chính là bác Chiến đúng không ạ? À. Dạ vâng, và theo những cái thỏa thuận và thống nhất ngay từ ban đầu của con và bác Bảy và cũng như là với anh Long là mình sẽ đo góc thước theo đường chung trực của chiều dài và của chiều rộng tất cả đi qua tâm chấm hết. Sau đó lấy chiều dài nhân với chiều rộng thì nó sẽ là diện tích của một không gian. Thì bây giờ là điệp kéo cho anh cái hàng chân trước này. Bác ở tận nơi bác xem thước giúp con. Điệp kéo, điệp bỏ cái thước đó ra để cho bác trai biết rằng là từ cái đầu nhựa đến cái vị trí kia nó là Rồi 10 rồi rồi. 10 cm. Kể cả bây giờ đo xong rồi bất cứ lúc nào bác Chiến, anh Đo Long đầu muốn con vòng đo à? lại thoải mái vô tư, tất cả đều theo quy Thế chuẩn như vậy. đo đo thẳng cái tính hết đầu à, đầu vòng hết đi. Đọc 91. bao nhiêu bác trai? 91. 91 ạ. Ok, mã tiếp theo trong hầm kéo dang đến mép phào đầu Đây. tiên. Giữ ở cuối nan. Bấm vào nan. Ok. Bác cứ nhìn giúp con, anh em đo gỗ bên Đây trong đây nhé. đây. Thẳng thước em ơi, điệp thẳng thước ạ. Đúng rồi. 68. Bác cứ Chiến đọc lại giúp con là được. 68 tầm 68 này căng mã tiếp căng theo em thước, ơi. co căng thước này. Thoải mái ạ. Cứ căng thước hết cỡ Đây. cho bác thẳng thước. 68, 68 68. bác nhé. Ok, trong hầm kéo ra tiếp em ơi. Đây em. Bốn bốn đấy. Có tới không? Không, thằng này nó Không biết. cao mà bác. Cao mà. Chào Chung đứng góc ở chỗ này, Chung để cháu lấy cả góc ở chỗ này. 54. Con bảo bác trai nhé. 54 đến giữa 54, này. 54, Bây giờ 54. con đang muốn lấy cái số đo từ cái vị trí đáy bên này sang đáy bên này luôn, ở đó nữa phải thò vào đây nữa. Bác hiểu ý con không? Thì con nhân 2 là 54. 108 luôn. 8. Đó là từ trong hầm này đến hầm này nó là Rồi rồi. 108 này. Ok. 108. 108 mã tiếp theo là từ cái mép phào này đến cái mép phào bên trong này. Có bị nháy không chú? Không bị nháy à? Ok. 94. Để cho bác đọc lại được. Rồi rồi, 94. 94 này mã cuối em ơi. Ở bên cạnh những cái tác phẩm về trần gỗ son đẹp như vậy, nhà Khánh Trần Gỗ miền Bắc còn có cả pơ mu, gõ đỏ, gỗ hương, tất cả các loại gỗ nhập khẩu để dành cho anh chị em lựa chọn thoải mái. Mẫu trần là mẫu trần 2 cấp được thi công cho gia đình nhà anh Long có tại Trực Ninh Nam Định. Không gian này mà 3 cấp nữa thì chắc chắn là sẽ thấp, mà thấp nó thành xấu. Dạ có. Và chính vì như vậy cho nên anh Long anh mới biết đấy đấy con. Một mét bốn bốn. Bác kiểm tra lại giúp con. Rồi rồi. 144 này. Ok. Bởi vì mình đo đến giữa tất cả các mã này mình nhân ra hết, nhưng mà tuy nhiên ở cái vị trí này hàng chân nó không phải 91 nữa mà nó bị hụt ở cái vị trí này. Đúng rồi, hụt. Ở đây nó hụt. Tí em điện lại cho anh nhé. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Em bảo anh Long và cũng như là con bảo bác Chiến này. Ở cái vị trí này con vẫn coi như có hàng chân full bình thường, và tí con đo khoảng trắng cái vị trí này con trừ cho bác. Ok, vẫn coi như hàng chân nó vẫn là 91. Bác hiểu ý con không ạ? Rồi rồi, tí 91 đo nhân rồi 2, tất trừ cả các đi. mã nhân 2 hết này. Đo trên cái chiều rộng đi em ơi. Chiều rộng cái chỗ này hàng chân khỏi phải đo, tí lại đo khoảng trắng cái vị trí cửa sổ là mình trừ đi. Như vậy hàng chân vẫn là 91 bác nhé. Bác hiểu đúng không ạ? Bác nhìn tận nơi giúp con, anh em đo gỗ bên trong. Ngày hôm nay nghiệm thu đo đạc với em một Khánh mét thì là mười có bảy người bố vợ của anh Long là bác Chiến. Một mét đấy ạ. Một mười mấy á? Một mười bảy. 117 mã cuối nó vẫn là 144 bởi vì hộp trống vuông bác dài nhá. Bác hiểu như con á, cái hộp trống nó vuông. Vậy là 144 này. Bên này 91 nhưng bên này là phải đo cụ thể hàng chân rồi. Từ từ, ở đây mã nhiều không? Từ 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 từ. Ok. Điệp kéo cho anh từ cái vị trí trên đỉnh này xuống. Bác trai, bác Chiến giúp con, nhìn giúp con nhé. Em quay máy cho anh nhé. Từ đó này, đến mép phào bên trong kia cho nó là bao nhiêu? 98. 98 này.
Hàng chân 91 này. 98. Cái đấy là đó riêng từ cái cổ kia hát văn bài kia là đó riêng ra. Không, con vẫn kéo vào trong cái khuôn trần hết. Nó vẫn là như vậy. À, bây giờ là con bảo này ở cái vị trí này thì nó lại không có cái má này nữa. Bác chứng hiểu như con không? Thì con đang định tính là con sẽ bù cả cái miếng này ra cái vị trí này, nhưng mà chắc chắn là cái chỗ này nó sẽ ngắn hơn. Nó sẽ ngắn hơn. Từ từ con xem nào. Ở điều bây giờ kéo cho anh từ cái vị trí mép phào này đến cái vị trí này sẽ là bao nhiêu phân? Để số bù cho hợp lý luôn. Bao nhiêu? 73. 73 là điệp đo cho anh cái vị trí má đấy xem là bao nhiêu, đánh cộng vào xem là bao nhiêu nhá. Nãy đo đánh tăng. Không. Đấy là tận đây này. Bác Chiến nhìn giúp con này. 73 đúng không? Bao nhiêu đấy? 24. 73 mà cộng với 24. Như vậy còn hơn cả 91. Nghĩa là bây giờ con bảo bác trai nhé. Từ cái vị trí này mà ra cái vị trí này nó là 73 phân. Mà cái má của con kia nó là hai mấy nhỉ? 24 à? Thế như vậy là nó tổng là tận 97 cơ. Mà hàng chân bên kia chỉ có 91. Mà bây giờ là điệp kéo cho anh từ cái vị trí này sang bên kia nó là bao nhiêu này? Để sân số bù cho hợp lý không? Từ đánh ngó nè. Từ. Bình tĩnh để xô làm sao cho nó hợp lý. Để nhấc cái vị trí nào hợp lý nhỉ? Tận 193 dài 193. Em hiểu rồi. Đây là nhấc cái vị trí này ra kia. Bây giờ con bảo bác Chiến nhá. Em bảo anh Long luôn, anh Long nhìn máy em nhá. Có nghĩa là bây giờ con nhấc cả cái má này. Bác nhìn giúp con này. Cả cái má này ra cái vị trí này luôn để bù vào vị trí này luôn này. Bác nhìn giúp con này, đây đây. Con nhấc cái má đó nó ra cái vị trí này luôn này. Đây. Ra cả cái vị trí này luôn, coi như là ở kia vẫn có cái má. Má như thế này. Ông Chiến hiểu ý của con không? Má nó lên cái gì? Đúng rồi, nó còn dài hơn cả 91 mà đây tận 97 cơ. Mà bây giờ con xô luôn cho nó bằng 91 cho bằng hàng chân bên kia. Bác hiểu ý của con không? Có nghĩa là cái miếng này tí nữa là mình không tính tiền nữa mà nó đã vào phòng khách rồi. Vào đây. Đúng đấy, rồi, chính xác. Và cái chỗ này thì tí nữa là con không tính cái đoạn này nữa mà cái chỗ này con kéo thêm một đoạn đến tận đây đi. Cắt đến tận đoạn này cho thoải mái này, nó sẽ bù vào đây luôn này. Bác hiểu ý con không? Bởi vì cái chỗ này thì có cái hạ má này nhưng mà cái chỗ này nó lại không có cái má đứng. Mà bây giờ con kéo dài ra luôn đây, coi như đến đoạn này đi. Nhấc từ đoạn này hất bên trong kia, đó là của phòng khách luôn. Và tí nữa là từ cái đoạn này là của cái sảnh hất đây, còn từ cái đoạn này hất bên trong đây nó là của không gian phòng khách rồi. Bác hiểu ý con không? Này kéo lên đấy á. Đúng rồi, nó xô bù như vậy mà. Đúng rồi, cho nó xô luôn cho nó cân luôn cả cái phòng này luôn. Vậy là nó tận 97 cơ, nhưng con xô luôn nó bằng 91. Bác hiểu ý con không? Vậy là để cho nó bằng hàng chân bên kia. Thêm mấy phân. Ok, bây giờ đo khoảng trắng cho anh Điệp ơi. Khoảng trắng Điệp đo trên khoảng trắng cửa chính này. Đo cửa sổ trước cho anh. Bác Chiến nhìn giúp con tận nơi nhé. Bác đi cẩn thận ạ. 19. Để im đấy. 19. 19 này. Chiều cam, chiều dài. Đâu này? Đấy, chị không. Chỗ trắng ấy, khuôn cửa. Chạm mép vào, đúng rồi. 2m38. Bác Chiến đọc lại giúp con. 2m38. Cửa nó là 2m4 đã 3 đi. 2m38 đúng rồi chính xác. Các bác làm đi, các bác biết ngay. Cao 28 hay 38? 28 à? Ok, chiều rộng. Ở đây là 2m70. 28 này, 2m70 này. Rồi. Ok, con chỉ lại từng mã cái không gian phòng khách cho bác Chiến. Xem lại một lần nữa này. Thứ nhất là cái hàng chân bên này nó là 91. Bên này con vẫn coi như có 91 và đo khoảng trắng trừ đi sau. Và là 91 nhân 2. Từ trong hầm kéo ra đến mép phào vị trí này, bác nhìn giúp con này, đây này. Bác nhìn được đúng không ạ? Để mà tao nói chỉ cho anh. Là 68 này. Đúng rồi. Và từ trong đáy này, đây này. Đây này. Từ đáy trong đó đến tận đáy bên này nó là 108. Mã cuối là từ mép phào đó đến mép phào vị trí này nó là 94. Và mã cuối đến vị trí này nó là 144. Ok bác nhé. Và cái chiều rộng con vẫn coi như đây có phun hàng chân và tí đo khoảng trắng cửa sổ này mình trừ đi này.
nó vẫn là 91, bên này nó tận 97 con sô sô các kiểu thì là nó bằng luôn cái bên này luôn. Và tí nữa là cái má ở chỗ vị trí này là mình tính tiền rồi, mình không tính vào phòng khách nữa. À mình không tính vào cái bên kia nữa mà đã tính vào phòng khách rồi. Và là 91 x 2, từ trong hầm kéo ra đến mép phao vị trí này đấy, nó là 117, mã cuối nó vẫn là bằng nhau, nó vẫn là 144. Khoảng trắng mình vừa đo xong là chiều cao đây là 19 này, và cái chiều dài của cửa sổ kia đó là 238 này, và khoảng trắng của cái chỗ cửa chính đó là 28 và nhân với 270. Ok, còn mấy bác xong chỗ không gian bên kia là xong. À, quần nhiều lắm. À, cái chỗ này thì cứ theo quy chuẩn như vậy thôi ạ. Đo anh cái sảnh trước đi. Đây còn gọi đây là gọi là cái sảnh 1 ạ. Sảnh 1 đo anh hàng chân đó đi em ơi. Từ từ ở đây hàng chân, từ hàng chân ở đấy thì nó lại không, chỗ này lại không có hàng chân như vậy này. Hàng đây lại không có hàng chân. Đúng rồi. À, con bảo bác trai nhé, con nhấc cái hàng không chân to này luôn. Chân này. Thì không thì con bù sang đây, con bù sang đây luôn này, bù vào đây luôn này, bù vào đây luôn này. Coi như ở đây là hàng chân này nó chỉ có cái cấp ngang này thôi. Đo cấp ngang cho anh, đúng rồi. Bao nhiêu? 48. Để im cho bác trai xem. Rồi rồi. 48 này, từ trong hầm kéo ra đến giữa tâm hoa cho anh. Ở cái chỗ này là anh trai định treo cái gì hả bác? Chắc là cái đèn úp ạ. À, vâng. Một mét hai ba. Bắt đầu lại giúp con. Rồi, 1m23. 1, 2, 3. Ok. Cái miếng này con bù sang đây luôn này, cả miếng to đùng này luôn, con bù ra vị trí này. Bác hiểu ý con không? Đó, nó sẽ bù vào vị trí này luôn, là coi như ở đây có full hàng chân. Điệp đo cho anh từ cái vị trí chân này lên đây bao nhiêu? 88. Bao nhiêu? 88. 88 này. Ok. 88 này. Trừ trong hầm kéo ra đi giữa tâm cho anh. Dương ngồi ở vị trí này cho anh, không nhiều cái góc anh góc trùng máy quá. Sau này cho đồng chí Huy quay Dương nó đo Huy này với. Ok, thẳng trước ra để cho bác trai đọc. 145. Bao nhiêu bác trai? 145. 145 này. Ok. Hàng chân bên này nó là 88 từ cái vị trí này lên 48 bác trai nhá. Từ cái vị trí này lên đây nó là 48, nhưng mà bên này đo cụ thể cho anh. Lấy từ mét này đi. Đúng rồi. 48 ấy. 48 bởi vì vẫn là cấp 40 mà. 48 nhân 2 bác nhá. Ok, mã sau đến giữa tâm nó vẫn là nhân 2. Ở cái chỗ này là hàng chân 88 này, số bù nhau rồi. Cái chỗ này là đo cụ thể cho anh. Ông kia đâu? Đây. Ở đây nhá. Đây. Ok, thẳng trước em ơi, thẳng trước ạ. 48. 48 bác nhá. Có là bên 48. Kia là 88, bên này là 48, vậy là 88 cộng với 48. Bác hiểu ý con không? À. Nếu như bên kia nó ở bên kia nó là 88 mà bên này cũng là 88 thì nó sẽ là 88 nhân 2. Nhưng bên này nó chỉ có 48 thôi. Đó, vậy là từ cái vị trí này hất vào đây nó là của cái sảnh 1, và từ cái vị trí này hất ở đây con gọi đây là hành lang đi. Từ đây hất đây hành lang tí đo riêng. Đó, nó là như bác yên tâm, con có clip cả cho nên là bác trai yên tâm. Con chỉ lại cho bác cái không gian của cái sảnh 1 nhá. Thứ nhất là cái hàng chân bên này là mình nhấc cả cái chỗ này ra đây rồi, mình bù vào đây rồi. Thì ở đây là không có cái hàng chân này nữa. Thì chỗ này là 48 này. Thì trong hợp kéo ra đến vị trí này nó là 123. Bác hiểu như con không? Đó. Bên này 48, bên này cũng 48, vậy là 48 x 2, 123 x 2. Ok, chiều dài. Ở bên này con nhấc cái hàng chân ra đây rồi. Thì như vậy là cái hàng chân này nó sẽ là 88. Chính xác. Cái chỗ hàng chân này mình vừa đo xong nó là 48 này, vậy là 88 cộng với 48. Ok, từ trong hầm kéo ra đến giữa tâm này nó là 145 ạ. Đến giữa tâm này ạ. Ok ạ. Con mời bác sang cái không gian đo luôn cái sảnh hành lang này cho anh. Anh ấy cứ đứng ở vị trí đó là được chứ không phải gần lắm đâu. Từ mép này gì đâu. Từ mép trong em ơi, từ mép trong, chính xác. Hành lang này. 1m25. Từ từ nhá, chỉ cho bác nhá, có nghĩa là cái má đó, cái má bên ngoài nó đã tính vào phòng khách rồi. Bây giờ đọc đến cái vị trí má này thôi. 125. 125 này.
Chiều dài em ơi. Chính xác tính từ đây thôi em. À, từ cái vị trí này hất vào kia nó là của phòng khách rồi. Ôi hai hiểu ý con ạ. Bây giờ Điệp đọc cho cái mã sắt mét chỉ. 256. 256. Bác Chiến đọc lại giúp con. Rồi 256. Ok, như vậy là hành lang là 125 và 256. Vâng, con mời bác sang không gian của cái gọi là cái sảnh 2 đi. Nhà mình là khá nhiều kiến trúc. Thì cũng không lâu. Đây gọi là cái sảnh 2 này. Thôi anh hàng chân em ơi. Thôi anh hàng chân. Chú cũng xoay cam giúp đây, giúp cháu ra đây chú. Thì thằng anh hiện chạm tay màn hình nhé, chứ không phải đẩy sáng lên nhiều đâu. 88. Thì chắc chắn là phải bằng hàng chân ở vị trí kia. 88 này, trong hầm cậu ra đi giữa tâm em ơi. Chị một cái đáy nam. Chị tay một tay giữ lên trên. Giữ im nó cũng để cho bác Chiến nhìn. Đáy nam lên bằng em, đáy nam. Và toàn bộ quá trình đo đạc đều diễn ra công khai minh bạch cho nên anh Long kể cả bên nước ngoài các kiểu anh Long cứ yên tâm một điều là có bác Chiến là người 95. Bố vợ của anh. Xác mình từng mã đo rồi. 95. Chú đọc. Bác đọc lại giúp con. 95. 95 này. Ok. Từ từ. Không đo được từ đây anh. Đến mép này cho anh thôi, đến mép này thôi. Bây giờ gì chú con á, đây cái mép chỉ thẳng trước em ơi, thẳng trước đã. Ok. 48. Chắc chắn là bằng 48. 88 cộng 48 này. 95 nhân 2. Đo hàng chân bên này đi. Một chiều nữa. Hàng chân từ cái vị trí dưới này lên trên đây nó vẫn là 88 bác Chiến nhá. Bác hiểu ý con không? Điệp chỉ cho bác nữa. Từ trong hầm đến giữa cho anh. Đúng một tay lên trên này. Thế này trong nhà anh Long lắp 1-2 quả cam to đùng. 1m18. 1m đây, 1m18 phân đấy. Bác Chiến đọc lại giúp con. 1m18. 1m18 này. Hàng chân bên này đo cụ thể cho anh. 48. Vẫn 48 đúng không? Bác Chiến giúp con là bác nhá, vẫn là 48 bác nhá. 48. Mã sau nhân 2. Ok, con chỉ cho bác cái em sang bên kia đi. Con chỉ cho bác từng mã của không gian cái sảnh 2 lần nữa này. Thứ nhất là cái chiều bên này 88 này. Bên này mình vừa đo xong nó là 48 và là 88 cộng 48. Từ trong hầm cao ra đến giữa tâm này nó là 95, 95 nhân 2. Chiều dài ở đây là 88 này. Ở bên này là 48 này và là 88 cộng 48. Và cái mã cuối đến giữa tâm này nó là 118. Ok bác nhá. Mời bác sang không gian của phòng ăn phòng bếp. Lần nào về hôm ký hợp đồng về đây cũng nắng đẹp và nay cũng là nắng đẹp. Ê mới hay, nếu mà con về Thanh Hóa là hay mưa lắm. Em ngồi góc này cho anh. Đây gọi là cái phòng bếp đi. Bếp này. Bao nhiêu em ơi? 90. Bao nhiêu giúp con này? 90. Mã tiếp theo nào. Bao nhiêu giúp con anh em đo trong hầm gỗ với trong hầm bếp nhỉ? 1m34. Bắt đầu lại giúp con ạ. 1m34. 1m34 mã cuối em ơi, để giữ tâm chống đồng. 1m34. Em ngồi góc kia cho anh, em ngồi góc ở góc kia cho anh. Đây. Nó rộng cả ấy. Cầm cân máy nhá. Chạm tay giữ màn hình để lấy nét thôi, không nó bị mờ. Ở đây là không gian phòng ăn, phòng bếp của gia đình anh Long có tại Trực Ninh Nam Định. Một mét bốn bốn bằng bên ngoài à? Vâng. À trông vẫn thế đúng không? Ừ, ok. 144. Bên kia nó là hàng chân 90 nhưng mà tuy nhiên là 90 thì hàng chân này nó chỉ đến cái đoạn này thôi. Bác Gia hiểu ý con không? Ừ. Bây giờ con đo cái khoảng trắng cái vị trí này con trừ đi. Con vẫn coi như ở đây có full luôn. Hoặc thế này con bảo mày, con bảo bác Gia này, con nhấc cái miếng này. Bác hiểu ý con không? Con nhấc cái miếng này, con nhấc cái miếng này. Con bù vào vị trí đó. Bù là đây. Con bù vào cái chỗ đây. Đó, nó là con bù vào vị trí này. Bác hiểu với con không? Nhưng mà khoảng bên này. Cái chỗ này thì là mình đo cụ thể bởi vì đó. Là nó không có hàng chân ở đây nữa. Đây đây. Đúng rồi con đo nghe. Đúng rồi, con nên là con phải chỉ cho bác luôn, con show luôn cho hợp lý. Và bên kia 90, 90 full luôn bác nhá. Nó là có full cả hàng chân, con nhấc hai cái này ra đó rồi. Anh Long nhìn em luôn này, có nghĩa rằng là ở đây cái hàng đây là cả mảng này, đằng sau này có anh, cho cả
À, đằng sau nó còn có cả má nữa cơ. Mọi người hiểu như con không? Con nhớ cái miếng này. Đó, con nhớ cái miếng này, con nhớ cái miếng này, con nhớ cái miếng này. Con bù ra cái vị trí này. Anh Long nhìn giúp em này. Đây. Con sẽ bù vào cái vị trí này luôn này. Đây. Bác Chiến hiểu ý con đúng không? Rồi, rồi. Ok. Vậy là bên này vẫn 90. Ờ bên này con vẫn coi như có 90 và tí con đo khoảng trắng cái vị trí này con trừ cho bác này. Vậy là 90 nhân 2. Đo cái chiều dài bên em ơi, chiều dài bên này. Bác nhìn giúp con anh em đo cái chỗ này này. 49. 48 đi. Ok. Ờ từ trong hầm cầu dao đến mép phào luôn em ơi. Thẳng thước rồi cho anh. Ờ bác Chiến thì giúp con bên trong nhé. 1m03. Bắt đọc lại giúp con. Rồi 103. 103 và mã cuối cùng nó vẫn là 144 bác nhé, bởi vì hộp chống vuông mà. Rồi. Ok. Ờ bên này là 48, bên này là cũng coi như có hàng chân coi như là full, vẫn là 90 này. Đo khoảng trắng cho anh đi. Trắng vị trí này. Chiều cao bao nhiêu? Giữ im để cho bác Chiến đọc. Cao 18. 2m08. Cao 18, dài 208 này. Đôi khoảng trắng cái vị trí này nữa đi. Là sắp bế mạc còn được cái cột thôi. Cao 23. Để anh nghe máy đã, từ từ. Em nghe anh ơi. À chiều nay thợ em 3 giờ mới vào anh ơi. Chiều tối mới đến nơi đấy. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Lúc nào mà sắp đến nơi em alo, alo anh. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Bao nhiêu chiều cao bao nhiêu ở đã? 23 này rồi chiều dài. Hai mét 40. Đúng chưa bạn? 240. Ok, con chỉ lại từng mã cái không gian của phòng bếp cho bác Giai xem một lần nữa này. À, thứ nhất là cái chiều rộng. Bây giờ con bù cái miếng này. Bù cái miếng này và cái miếng má bên trong này. Con nhấc ra đây. Coi như ở đây vẫn có hàng chân chạy dài. Vậy là hàng chân ở vị trí này nó là 90. Và ở đây con coi như có full hàng chân và tí đo khoảng trắng cái vị trí này con trừ gia đình nhà mình. Đây khoảng trắng là cái mấy cái mã này dưới. Đó, và 90 nhân 2. Từ trong hầm cầu ra đến cái phào vị trí này nó là 134. Và mã cuối là trong hầm cầu ra đến giữa tâm này nó là 144. Bác hiểu đúng không ạ? Và tiếp theo là cái chiều dài. Chiều dài là hàng chân vị trí này từ trong đây đến cái phào này nó chỉ có 48. Hàng chân này con mới coi như có full nó là 90 và tí đo khoảng trắng ở vị trí này con trừ cho bác này. Vậy là 48 cộng với 90 đấy ở chỗ này. Và từ trong hầm cầu ra đến cái phào vị trí này nó là 103 này. Và mã cuối đến giữa tâm này nó là 144 bởi hộp chống vuông. Ok, và khoảng trắng này, khoảng trắng cái vị trí kia là chiều cao nó là 18 này và chiều dài nó là 208. Và tiếp theo cái chiều cao vị trí này nó là 23 và chiều dài nó là 240. Con đo nốt cái chỗ không gian của cột là xong ạ. Dạ vâng. Đo cái cột em ơi. Ở cột này thì theo như con thống nhất với anh Long mình sẽ tính mét dài từ mặt cột, bây giờ đo một mặt cho anh là được. Chiều dài. Từ từ nhá, ở đây là nó sẽ có bị hẫng một đoạn kia cho nên là chiều dài em kéo trung bình đi. Từ từ, anh ngó nào. Bác Chiến hiểu ý con đó. Chiều dài hàng chân nó đến đoạn này thì nó lại mắc cái bậc cầu thang. Mà đến kia thì nó dài hơn. Bây giờ kéo cho anh một nửa đến đoạn dưới đi. Dưới một tí. Giữa của cái ván. Giữa của anh Nam. Thôi để anh chỉ cho. Đây. Giữa của anh Nam. Giữa cái ván. Đây. Từ từ. Giữa của cái đan là cái nào em? Nam. Kéo lên một tí, kéo lên một tí. Ờ chung quay giúp cháu để anh Long anh nhìn luôn này. Kéo lên một tí, từ từ kéo lên tự rồi. Kéo căng lên. Kéo lên là tầm 4 phân. Rồi. Bao nhiêu? Gấp theo cạnh phào cho em. Bác Chiến nhìn giúp con nhé. Anh Long nhìn giúp em này. Tại vì sao? Bởi chữ này nó cũng hẫng bậc cầu thang.
Bao nhiêu đọc to lên cho bác Chiến check lại. 2 mét. 3 mét. Đây, đỉnh đây. 3 mét tròn à? 3 mét. Chưa được 3 mét. 49, à đến 99. 298 đi. Đây lên kịch trần đây. Đây kịch trần. Không lấy mét phào, lấy mét phào kịch cho anh thôi. Lấy mét phào thôi đây. 297. 295. 295, 295 bác Chiến nhá. À 295. 295. Con làm tròn 3 mét nhá. bởi vì là mình có một mặt là 295 con nhân 4 luôn, bởi vì 4 mặt. Bác ra hiểu có ý con đó. Ok, các bạn bác trình tính toán đó. Nhà mình giờ hết tổng nó sẽ là 250 triệu anh ạ. Bao nhiêu anh? Hơn tầm độ 250 triệu. 250 triệu thì anh xem anh xem. Anh cắt một nửa. Cắt một nửa. Hôm em dự toán cho anh là lên 150-170, nhưng bây giờ lên tổng chỉ có 136.500.000 thôi. Ôi trời ơi, may quá. Ôi trời ơi, may quá. May quá. Giờ 5 em tên đến rồi. Các bạn chị em thân mới đây, tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại đây là ở Trực Mỹ bác nhỉ. Ở Trực Mỹ, Trực Ninh, Nam Định vừa rồi là đo đạc các kiểu, và có lẽ rằng là từ giờ đến chiều tối sẽ bàn giao cho gia đình nhà anh Long ở đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan, phun toàn bộ không gian của phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và sảnh, hành lang các kiểu, và đặc biệt là cả cái cột rất là đẹp của gia đình anh các bạn nhé. Và phía sau Khánh đây là một cái tác phẩm nhà đẹp, nhà rất là lớn của gia đình nhà anh Long. Chia sẻ với anh chị em rằng là anh Long là một vị khán giả của đơn vị trần gỗ miền Bắc, và anh ra đang sinh sống và làm việc bên nước ngoài. Nhưng mà tuy nhiên là ở nhà em Khánh có làm việc trực tiếp với người bố cũng như là người mẹ của anh, đó chính là bác Bảy và cũng như là bác Chiến. Và có lẽ rằng là ngay bây giờ là mời tất cả các bác anh chị em sẽ cùng gặp gỡ bác Chiến là người bố vợ của anh Long, để xem rằng là bác Giai chia sẻ như thế nào về cái tác phẩm trần gỗ này, và cũng như là tư cách thi công của đội thợ trần gỗ miền Bắc, bác Giai cảm nhận như thế nào ạ? Nói chung là thấy trần gỗ của các anh làm rất đẹp và thợ thiết làm là rất cẩn thận, chú đáo. Dạ vâng, con cảm ơn bác Gia rất nhiều, và chúc con cảm ơn bác này. Chúc bác và chúc cả đại gia đình nhà mình thật là nhiều sức khỏe, và sang năm 2024 thật là thành công và thật là an khang thịnh vượng mọi thứ bác nhé. Còn cảm ơn bác Trai rất nhiều. Ngày tốt đẹp thuận lợi mọi. Dạ vâng, dạ vâng, con cảm ơn bác Trai rất nhiều, và đó chính là bác Chiến là người bố vợ của anh Long, và có lẽ rằng là sẽ phải gặp gỡ bác Bảy là người mẹ của anh Long một xíu để xem rằng là bác gái chia sẻ như thế nào về cái mẫu trần này. Bác Bảy ơi, con gặp bác gái một xíu ạ. Con gặp bác một xíu. Như hôm đầu tiên anh chị em thấy rằng là em Khánh tới đây ký nhận công trình, thì thấy rằng là vẫn đang trong quá trình hoàn thiện những cái giai đoạn ở phần thô các bạn nhé. Và đây là những ngày cuối năm cũng đã hoàn thiện cơ bản, và chắc chắn rồi trước Tết sẽ vào nhà mới được. Con gặp bác Bảy một xíu ạ. Con gặp bác sĩ. Dạ vâng. Và ngay lúc này đây thì em Khánh đang đứng cạnh bác Bảy là người mẹ của anh Long, và con rất là muốn hỏi bác là cảm nhận của bác gái như thế nào về cái tác phẩm trần gỗ này, và cũng như là tư cách thi công của đội thợ trần gỗ miền Bắc của bên con ạ. Vâng, cảm ơn anh em là thi công rất nhanh mà dạ. Trần rất đẹp. Dạ vâng, con cảm ơn bác Bảy rất nhiều, và chúc bác Bảy thật là nhiều sức khỏe, và chúc anh Long và chúc cả đại gia đình nhà mình cũng vậy. Và hy vọng một cái dịp nào đó con qua đây con chơi với cả đại gia đình nhà mình, thì là anh Long và cũng như là bác Bảy vẫn nhớ tới bọn con. Dạ vâng, con cảm ơn bác gái rất là nhiều. Anh em thi thoảng ghế. Dạ vâng, con cảm ơn bác Bảy rất nhiều. Dạ vâng, con có lẽ rằng là con sẽ anh em hoàn thiện tiếp những giai đoạn cuối cùng, và con xin phép bác Bảy. Dạ vâng, con chào bác nhé. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng ạ. Và đó là những lời chia sẻ của bác Bảy là người mẹ của anh Long. Và ngay bây giờ là mà tất cả các bác anh chị em sẽ cùng đi sâu bên trong để cùng ngắm nhìn toàn bộ cái tác phẩm trần gỗ mà đơn vị trần gỗ miền Bắc đang trong quá trình hoàn thiện những cái giai đoạn cuối cùng ở cho gia đình nhà anh Long tại đây. Một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan, mẫu trần là mẫu trần 2 cấp phun toàn bộ không gian này. Và có lẽ rằng là em Khánh sẽ show lại nhiều hình ảnh hơn để cho tất cả các bác anh chị em sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của toàn bộ không gian này. Và đây là phòng khách, còn đây là cái sảnh hành lang, bước vào đây cũng là một không gian. Anh Giai có thể treo cái đèn úp hoặc là cái đèn trang trí rất là đẹp. Bên trong kia đó chính là không gian của phòng ăn, phòng bếp các bạn nhé. Rất đẹp, và phun toàn bộ không gian này bằng chất liệu gỗ tự nhiên, chất liệu gỗ xoan các bạn nhé. Anh Long có bảo em Khánh là đo thêm cái không gian của phòng thờ này, mà anh Giai về đây thì là anh muốn làm thêm nữa, thì là em lại làm cái không gian phòng thờ gia đình nhà anh. À, phòng thờ đây. Các bạn làm xong thấy ít tiền của anh Giai chốt tiếp. Ok, 334 chiều cao này.
395 chiều dài này. 324 chiều rộng. Ok, xong rồi anh Long nhé. Em đó bức vách luôn xem nào. Anh mà thích làm bức vách thì làm bức vách luôn cho anh. Thôi vách thì nó vẫn chiều dài, chiều cao, các kiểu cái này phải là bức vách rồi. Nhưng mà làm cả là bức vách đẹp. Để hai bên khả năng đẹp phải vì cú đấu rồi. Như vậy em Khánh vừa đo cái không gian phòng thờ của gia đình anh Long. Anh Long có lẽ rằng là thấy nghiệm thu mọi thứ xong là tất toán xong ít tiền quá, anh Giai lại định chốt thêm cả phòng thờ nữa. Và một lần nữa thì cảm ơn anh Long rất nhiều đang sinh sống và làm việc bên nước ngoài. Và cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi clip của em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc. Và anh chị em có nhu cầu về làm trần gỗ tự nhiên như là gỗ xoan, gỗ pơ mu, gõ đỏ, liên hệ hotline của em Khánh Trần Gỗ Miền Bắc. Em để trên màn hình là 0395031999. Cảm ơn anh chị rất nhiều và bây giờ xin chào. Trần gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.